được. Vợ lớn. Vợ lớn đi theo thầy Phan rồi mà. Còn quay trở lại đây làm gì nữa? Tôi không có làm chồng, không có chơi với vợ lớn nữa đâu. Anh Luân à, vợ lớn là người xấu, làm trái nhà của tôi. Không ngờ em lại làm cho anh và cả nhà anh phải cực khổ lông đông như vậy. Em thật là đáng trách. Anh đừng có sợ, em trở về đây không phải là để làm vợ của anh đâu. Không ép tôi làm chồng nữa hả? Thiệt không đó? Thiệt mà. Vậy thì được. Giờ tới đây làm chi? Em tới là muốn xin lỗi anh, má và Huệ nữa. Mọi người đâu hết rồi anh? Em muốn gặp Lương à. Má, đi vô nhà ngủ. Giờ má đâu cho ngủ nè. Má, nhỏ này là ai vậy? Sao con chơi với nó? Má, má không nhận ra con hả má? Con là Thúy, con dâu của má nè má. Thúy nào? Tôi không có quen. Là vợ lớn của con, là Thúy á. Người làm trái nhà mình, xong lấy hết tiền đưa cho thầy Phan đó, má quên rồi hả? Mày dám dụ tiền tao, dám đốt nhà tao, cái thứ lăng loạn, tao quýnh mày. Má, má, má ơi, má, 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 thôi, 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 đừng có quánh người ta nữa. Bà cãi tôi giận, tôi bỏ theo bà Tư Ca bây giờ. Tôi nghe lời, ông đừng có bỏ tôi đi theo bà Tư Ca nha. Ừ, thôi, đi vô nha. Thôi, đi vô. Đây, đây, đây. Má, cho con theo nữa, con sợ con vợ lớn nó bắt con. Từ khi cô lấy hết của cải là má trở thành như vậy. Đã lấy hết mọi thứ rồi còn quay trở về đây làm gì? Tôi không ngờ những gì mình làm lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tôi cũng đã trả giá cho những gì mình gây ra rồi. Để hoàn trả lại tất cả những gì mà tôi đã lấy. Trả lại? Không phải là tất cả, mà là những gì còn lại. Mong cô giữ lấy số tài sản của má và anh Lương, và thay tôi chăm sóc cho hai người họ. Rồi cô định đi đâu? Tôi sẽ tìm nơi nào đó bình yên cho tôi và con của tôi. Nói vậy là cô đã... Cuối cùng thì tôi cũng đã chứng minh được cho má chồng tôi thấy, tôi không phải là gái độc không con. Tôi cũng là một người phụ nữ bình thường. Nhưng mà có lẽ điều đó bây giờ đối với má chồng của tôi không còn quan trọng nữa. Cho tôi gửi lời hỏi thăm thầy Phan nha. Cảm ơn cô. Nhưng thằng khốn đó nó chết rồi. Chết rồi hả? Đời này vô thường lắm. Cô đang là một người hạnh phúc, hãy biết trân trọng những gì mình đang có trong tay. Chào cô. Không hẹn ngày gặp lại. Con ăn đi. Dạ. Thành cũng ăn nhiều vô nha. Mấy món này á, tôi nấu toàn là món Thành thích không đó. Biết chứ. Mà tới giờ phút này không lẽ không xưng hô gần gũi hơn được tí hả? Dù gì tôi cũng lớn hơn mấy người tuổi mà. Bộ kêu tiếng Anh chết hay gì. Ừ. Tại vì á,
Tôi quen gọi vậy rồi. Từ nhỏ tới lớn tôi toàn gọi Thành vậy. Tôi quen miệng rồi. Giờ Sương Anh không có quen. Má không gọi thì để con gọi cho. Con gọi bằng gì? Con gọi ba. Ai bày con nói vậy hả? Chú Thành á. Không phải. Tại hôm bữa bé Mai hỏi lỡ chú Thành với má con mà có lấy nhau á, thì lúc đó con xưng hô làm sao? Thì con kêu bằng má thì con phải kêu chú Thành bằng ba chứ. Lấy nhau rồi mà, đúng không con? Anh đừng có chỉ con nít nói bậy vậy chứ. Lan, anh tính vậy để anh hoàn thành hết ý nguyện của ba. Lấy số tiền của ba cứu giúp những người cần giúp. Rồi anh sẽ đưa hai má con em về ra mắt bà ngoại. Vậy hả? Vợ chồng là hết giận rồi phải không? Thương vợ quá. Nè, làm quá con nó cười bây giờ. Con gì? Trong bụng vợ nè. Mình có con ở trong đây rồi hả? Chồng sắp lên chức ba rồi đó. Anh sắp được làm ba rồi hả? Vui quá. Trời. Vui quá vợ ơi. Nữa hả? Mới tỉnh tỉnh mấy ngày, bữa nay định dở chứng à? Thôi, chị đứng lên đi. Đứng lên. Chọc tôi giận á là tôi bỏ qua nhà bà Tư Ca đó nghe. Anh nói gì vậy anh Xui? Anh quen biết bà Tư Ca hồi nào sao tôi không hay? Ủa? Chị tỉnh rồi hả chị Xui? Nhận ra tôi rồi hả? Tôi tỉnh rồi, tôi nhận ra hết. Anh Xui à, tôi xin lỗi anh. Tôi ngàn lần xin lỗi anh nha. Lỗi phải làm sao mà phải xin lỗi? Tôi vì sự ích kỷ của bản thân mình mà đối xử tệ bạc với cha con anh. Trong những lúc tôi đau bệnh, mất hết sản nghiệp, cha con anh đã không ghét bỏ tôi mà còn cưu mang mẹ con tôi. Ơn nghĩa này tôi không biết lấy gì mà đền đáp. Ơn nghĩa gì mà đền đáp chị? Cũng là tình người với nhau thôi mà. Bữa nay thấy chị tỉnh táo như vậy tôi mừng lắm. Dạ. Thằng Lương qua cái sự cố này nó cũng trưởng thành lên hơn. Dạ. Nó biết chị hết bệnh vậy á, chắc là nó mừng lắm. Để tôi đi kêu nó. À, anh Xui à, lúc nãy tôi thấy hai vợ chồng nó tâm tình ngoài bờ sông á. Tụi nó đang có chuyện vui mà chuyện này anh chưa biết đâu. Tụi nó có chuyện vui mà tôi không biết. Chắc chị biết à. Trời đất, anh nhìn mặt tôi vui vẻ hạnh phúc vậy là dĩ nhiên tôi biết rồi. Anh sắp lên chức ông ngoại rồi đó. Thì tụi nó có con là tôi là ông ngoại chứ không lẽ ông nội. Mà ủa, chị nói sắp lên chức ông ngoại? Đúng rồi. Chị nói vậy nghĩa là con Huệ nó đã có bầu rồi. Má, con có con rồi. Con sắp được làm má rồi tía ơi. Má biết rồi. Huệ, má xin lỗi con.
xin lỗi con nhiều lắm. Ủa sao má xin lỗi vợ con? À, tại cái chuyện mà má giật em Huệ tường thành đúng không? Má đừng có lo, thằng Thành nó trả em Huệ lại cho con rồi, không có đòi lại nữa đâu. Với lại bây giờ á, nếu mà có đòi lại, em Huệ cũng không có chịu đi. Em Huệ chỉ ở bên cạnh con thôi, với lại để em bé cho con mình con à. Anh này, má đã đối xử tệ với con, vậy mà con còn... Má đừng nói vậy, bây giờ mình đã là người một nhà của nhau, mình phải yêu thương, đừng bọc lẫn nhau chứ. Má cảm ơn con. À má, con đói bụng quá. Con đói bụng á thì tự đi kiếm cơm ăn, sắp làm cha rồi phải biết lo cho thân mình chứ. Con biết rồi, con tự lo cho con, mà không những vậy nha, con còn lo cho tía, lo cho má, cho vợ, lại cho con của con nữa. Tại vì con á là trụ cột ở trong nhà mà. Giỏi, con rể, giỏi.